Có mấy nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu cần cho sức khỏe của trẻ là câu hỏi thường được các bậc phụ huynh chú ý tới. Vấn đề dinh dưỡng của trẻ luôn khiến cha mẹ quan tâm và lo lắng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu vấn đề dinh dưỡng thú vị này để có thể chăm sóc tốt cho sức khỏe của trẻ nhé. Có mấy nhóm chất dinh dưỡng cần trong chế độ ăn của trẻ? Có 5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết Chế độ ăn đủ chất và đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ cần phối hợp đủ các nhóm chất dinh dưỡng này. Nếu không tìm hiểu kỹ, cha mẹ có thể cung cấp cho con không đủ các chất cần thiết. Vậy hãy cùng tìm hiểu tầm quan trọng của những nhóm chất dinh dưỡng này nhé! Nhóm 1. Các bohiderzat Các bohiderzat còn được viết tắt là cáp. Chúng là chất dinh dưỡng đa lượng, cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Đặc biệt, trẻ em cần nguồn năng lượng dồi dào này để có thể lớn lên khỏe mạnh, năng động. Vì thế, các bohydrat là không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Các bohydrat gồm có 3 loại chính, đường, tinh bột, chất xơ, cáp đem lại cho cơ thể của trẻ rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động, vui chơi của trẻ, tốt cho chức năng não. Hệ thần kinh và não bộ chỉ sử dụng năng lượng từ cấp, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, góp phần bảo vệ và hỗ trợ hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là nhờ chất xơ. Tuy nhiên, không phải mọi thực phẩm chứa các bohydrat đều tốt. Cáp tốt là loại cáp có trong các thực phẩm tự nhiên ngũ cốc nguyên hạt, rau, đậu, trái cây, khoai lang. Cáp sấu có trong các thực phẩm quá nhiều đường, qua chế biến kỹ, chất dinh dưỡng bị thất thoát. Cáp xấu gồm, bánh kẹo, nước ngọt, thức ăn nhanh. Nhóm 2, Protein. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng, là thành phần cấu trúc chính của cơ thể. Đặc biệt đối với trẻ em đang trong quá trình phát triển. Protein hết sức quan trọng, protein được tạo thành từ 20 loại axit amin khác nhau. Trong đó, có 9 loại axit amin là thiết yếu, cần phải bổ sung qua con đường ăn uống, protein có nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Thành phần cấu trúc của cơ thể Trẻ cần protein để xây dựng và phát triển các cơ, xương, da và tóc góp phần hình thành các kháng thể và hormone trong cơ thể. Góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể khi trẻ không nạp đủ lượng các rát cần thiết nguồn cung cấp protein rất phong phú, thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Thịt và cá có chứa hàm lượng protein dồi dào nhất, nhóm 3, lipid. Lipid hay còn gọi là chất béo, chứa nhiều năng lượng nhất trong các chất dinh dưỡng đa lượng. Thường có một quan điểm sai lầm là chất béo luôn có hại với sức khỏe. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, có nhiều chất béo tốt đem lại cho bạn những lợi ích tuyệt vời. Chất béo tốt là chất béo không bão hòa, được biết đến nhiều nhất là omega 3 và omega 6. Những chất béo này có tác động tích cực đến sức khỏe của trẻ, góp phần xây dựng và tăng trưởng tế bào, tham gia vào chức năng miễn dịch và sản xuất hormone, giúp cơ thể hấp thụ một số vitamin và khoáng chất. Giúp ích trong hoạt động và chức năng não bộ, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường tuyếp 2, các chất béo lành mạnh có thể được bổ sung dễ dàng qua các loại thực phẩm quanh ta. Thực phẩm dầu omega hơn cả gồm cá béo, cá hồi, cá ngừ, quả hạch, hạt. Nhóm 4, vitamin. Vitamin là vi chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe cũng như hỗ trợ các hoạt động sống. Vitamin rất quan trọng để phòng chống bệnh tật. Thiếu vitamin có thể gây ra những vấn đề đáng ngại cho sức khỏe. Có 13 loại vitamin thiết yếu và mỗi loại đều có vai trò không thể thay thế. Các vai trò của vitamin có thể được kể đến như tăng cường hệ thống miễn dịch bảo vệ trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi từ đó bảo vệ răng, xương khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe của làn da tránh các tác nhân có hại. Góp phần giúp cơ thể chuyển hóa các carbohydrate và protein, hỗ trợ chức năng não và thần kinh, chức năng tuần hoàn máu, vitamin có rất nhiều trong các rau củ quả. Vì vậy, cho bé ăn rau củ quả mỗi ngày là đủ cung cấp lượng vitamin cần thiết. Nhóm 5, khoáng chất. Khoáng chất cũng là nhóm vi chất dinh dưỡng cần thiết cho chức năng sống của cơ thể. Khoáng chất cùng với vitamin hỗ trợ qua lại cho nhau trong hầu hết các hoạt động sống, những chức năng cơ bản mà khoáng chất đảm nhiệm trong cơ thể chúng ta như góp phần xây dựng bộ xương, răng chắc khỏe, đảm bảo sự trao đổi chất diễn ra tốt đẹp, giúp truyền tín hiệu thần kinh, ảnh hưởng đến sự co cơ và thư giãn, hỗ trợ tạo tế bào hồng cầu và hormone. Tăng cường hệ thống miễn dịch, khoáng chất có nhiều trong thịt đỏ, hải sản, muối ớt, sữa và các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra các loại hạt, rau xanh, trái cây, đậu và ngũ cốc cũng có chứa nhiều khoáng chất cần thiết. Cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Câu trả lời cho vấn đề có mấy nhóm chất dinh dưỡng cần thiết là 5 nhóm chất. Vậy thì chúng ta cần ăn uống như thế nào để bổ sung đủ 5 nhóm chất một cách khoa học nhất? Bữa ăn luôn đầy đủ 5 nhóm chất: carbohydrate, protein, lipid, vitamin và khoáng chất. Ăn đủ 3 bữa chính trong ngày, có thể thêm các bữa phụ, không ăn thường xuyên một loại thực phẩm nên lựa chọn đa dạng, đảm bảo an toàn thực phẩm, thường xuyên uống đủ nước theo nhu cầu của trẻ. Điều này giúp cho các chất dinh dưỡng được cơ thể trẻ hấp thu tốt nhất. Bên cạnh đó nước giúp thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Mong rằng video trên giúp bạn biết được có mấy nhóm chất dinh dưỡng cần thiết từ đó giúp bạn có thể chuẩn bị những bữa ăn phong phú và đầy đủ cho con hãy quan tâm đến từng bữa ăn của trẻ để trẻ có thể phát triển toàn diện nhất xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo